Xin chào tất cả các bạn Hôm nay cô sẽ tập vẽ một bức tranh về nhà thờ với nét vẽ đơn giản Cô đặt tờ giấy nằm ngang Trước tiên cô canh và vẽ một đường ngang ở chính giữa tờ giấy gần với mép ở bên dưới tờ giấy nha các bạn Cô kéo dài bên này ra một tí cho nó đều với bên kia Từ hai đầu của đường ngang này cô vẽ lên hai đường thẳng song song với nhau. Nó ngắn như vậy thôi nha các bạn. Rồi cô nối lại với nhau để làm thành một hình chữ nhật dài như thế này. Từ hình chữ nhật dài này cô canh, cô canh và chia ra ba đoạn như vậy. Ở hai bên là hai hai cái khoảng bằng nhau nha các bạn. Ở chính giữa thì nó to hơn. Từ bên trên cô kéo xuống một đường thẳng dài để phân chia một cái đoạn bên này. Cũng từ bên trên cô kéo xuống một đường thẳng dài bên này song song với nhau nha các bạn. Hai bên này cô canh sao cho bằng nhau. Cái ở phía bên này lúc đầu các bạn cũng có thể kéo dài lên. Còn ở đây thì bây giờ cô mới kéo dài lên cho nó bằng với lại cái đường thẳng ở bên trong này. Và cô được bốn cái đường thẳng như vậy nè các bạn. Cô nối lại bằng một đường ngang và ở hai đầu cô hơi chừa ra một chút xíu, hơi dài một chút xíu á. Rồi từ hai đầu cô nối lên hai đường xiên ngắn. Ở chính giữa cô kéo xuống hai đường xiên nối với lại. Hai cái đường xiên này là một hình tam giác nha các bạn. Bên còn lại cô cũng vẽ tương tự. Cô vẽ hai bên cho đều nhau á các bạn các bạn cũng kéo xuống hai cái hình tam giác như vậy nhưng mà hai cái cạnh hình tam giác thì cô vẽ nó hơi cong cong vào một chút ở đằng sau hình tam giác này thì cô vẽ thêm một cái hình chữ nhật ở đằng sau đó các bạn hình chữ nhật này bị che trên đỉnh thì cô vẽ hai cái hình chữ nhật nhỏ xíu rồi cô kéo lên cái hình cây thánh giá cô vẽ cái hình cây thánh giá nha các bạn cô vẽ nét đôi các bạn nhớ là vẽ nét đôi nhưng mà sát vô nhau thì nó mới đẹp. Ở chính giữa cái mái nhà này á thì cô vẽ uh, lên một cái tháp chuông các bạn, bên trong là cái tháp chuông. Cô vẽ cái hình cái chuông ở bên trong này. Bên còn lại cô cũng vẽ tương tự. vẻ nhà thờ này giống như là nhà thờ Đức Bà vậy đó các bạn ơi. Bây giờ thì cô sẽ ngăn ra ở hai cái dãy, hai bên này là 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 ba dãy đi, một đường ngang, hai đường ngang. Tổng cộng là tính luôn cái khung bên dưới là bốn cái khung nha các bạn. Bên trên này là ba cái khung. ở bên trong mỗi tầng như vậy thì cô vẽ lên những cái cánh cửa cánh cửa bên này là hai cái đường cong dài lên trên đều nhau nha các bạn và thêm những cái đường gạch nhỏ bên trong để làm cái cửa sổ tiếp theo ở tầng thứ hai cô vẽ một cái đường cong to để làm cái cánh cửa to luôn và ở bên trong thì có thêm hai cái đường cong nhỏ đều nhau như vậy nữa bên trên là một vòng tròn nhỏ cái tầng thứ ba ở bên dưới này thì cô cũng vẽ lên hai cái đường cong nó ngắn hơn hai cái đường cong bên phía bên trên và ở phía dưới cuối cùng thì cô vẽ một cái cánh cửa là hình cong to như vậy bên còn lại cô cũng vẽ tương tự luôn hai bên cô vẽ giống nhau nha các bạn bên kia cô vẽ như thế nào thì bên này cô cũng vẽ như vậy Bây giờ thì cô vẽ cái phần mà cái phần nhà thờ ở chính giữa này nha. Cái phần mái nhà đó các bạn. Cô căn ở chính giữa cô chấm một chấm ở ngang hai cái mái nhà hai bên. Cô kéo một đường xin nối với lại ngay cái cái tầng ở chính giữa này. Hai đường xin như vậy đây. Cô được cái mái nhà ở chính giữa. Cũng từ đây cô kéo cong ra một đường cong Ở bên trên này là một cái đồng hồ, cô vẽ cái đồng hồ. Vẽ cái đồng hồ tượng trưng thôi vì nó nhỏ quá. Phía dưới này cô vẽ một cái vòng tròn to hơn. Rồi chính giữa là một vòng tròn và xung quanh có những cái vòng tròn nhỏ, tổng cộng là 8 cái vòng tròn nhỏ. Cái này giống như là cái hoa văn của cái nhà thờ này nha các bạn Cô vẽ tương tự giống nhà thờ Đức Bà Ở dưới này thì cô vẽ lên những cái cánh cửa hình cong như vậy Có ba cái cánh cửa cô chia làm sao cho nó đều Các bạn nhớ canh đều thì nó sẽ đẹp hơn nhé cánh cửa chính giữa nữa chính giữa thì cô vẽ cánh cửa to luôn đó và ở đây cô thêm một cái đường viền ở trên cái nóc nhà này nữa sát với nhau luôn nha các bạn phía trên cô cũng vẽ một hình chữ nhật nằm ngang nhỏ và kéo lên là một cây thánh giá cô vẽ nét đôi hết để cho dễ tô màu nha các bạn và cô đã vẽ xong cái nhà thờ rồi đó các bạn Cô kéo lên trên là một cái đường thẳng giống như là cái anten á Cái cột bắt sóng Bây giờ thì cô vẽ mặt đất Đường mặt đất Tiếp theo thì ở đằng sau phía nhà thờ này là một cái công viên có nhiều cây xanh Thì các bạn cũng có thể vẽ những cái cây xanh lên Hoặc là vẽ những cái ngôi nhà, tòa nhà cao tầng của thành phố đó các bạn ở đây thì cô vẽ những cái cây xanh ở phía sau nhà thờ nha các bạn bên phía bên này cô cũng vẽ những cái bụi cây xanh ở đây là một cái cây xanh bị che mất một nửa ở phía sau cái bụi cây này là có thêm một cái cây ở phía xa này nữa ở đằng trước thì cô vẽ thêm những cái bụi hoa, bụi hoa ở nhà thờ đó các bạn, có trồng những cái chậu hoa hoặc là uh, có những cái khu đất để trồng hoa vậy đó. ở ngay cái cổng của nhà thờ thì cô vẽ những cái làn đường, những cái làn đường cho người đi bộ. thêm những cái đường gạch ở trên đường các bạn cũng có thể vẽ thêm ông mặt trời hoặc là đám mây nhé ở đây thì cô không vẽ cho bức tranh này cô thấy như vậy là được rồi và cô dùng cây bút màu đen á cái ngòi lông to các bạn cô sẽ viền lại cái nhà thờ viền lại bức tranh này luôn cho nó đẹp hơn và bức tranh nhà thờ của cô trông đã đẹp mắt hơn phải không các bạn cô cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi đến hết video này các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tô màu cho bức tranh nhà thờ này nhé